chiên hay cầu nguyện đầy lời của tôi cũng là quan chiên. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi về với thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời nguyện cầu và của lễ chúng con dâng tin Chúa để lễ tế này khởi nguồn từ mầu nhiệm vừa qua trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mỗi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải tạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Thank you.
vậy lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu khổ hình sinh ra cứu độ và sự sống lại lên trời vinh hiển, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa nghi lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nại xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để vui lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, chỉ trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tín Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin hương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa được Giáo hoàng Francisco, Đức Giáo mục Kevin, các lý bộ phụ tá là Timothy và Thành, cùng toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân Thiên Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần trong, đã ly trần và mọi người là về các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã xinh đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin hương nhận đến Thầy và Đức Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người đã được ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người hiệp với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Thank you.
ca đoàn Teresa. Các anh chị đã tập từ rất là nhiều và phải nói năm nay cũng đáng phục. Quá hay, ba quý bà và anh chị em. Nhờ ơn người đồng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp.